In the book of Acts, chapter 8, from verse 1 until verse number 8. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở trong sách Công vụ, đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu số 8. And Saul approved of their killing. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostle were scattered throughout Judea and Samaria. Saul vốn ân thuận và sự Ê-tiên bị giết trong lúc đó. Hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy các tín đồ đều phải chạy tán lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church, going from house to house. And he dragged off both men and women and put them in prison. Do vậy, có mấy người tin kính chôn xác ở tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Saul làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông, đàn bà mà bỏ tù. Let's read together, chú thị. Those who have been scattered preached the word. Wherever they went, Philip went out to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samaria mà giảng về Đấng Christ tại đó. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. For with shriek, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cỡ đó, trong thành được vui mừng khùng suýt. May God bless His word. Và nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho lời của Ngài.